không được lựa. Mấy cô ở bên kia là đâu ạ? À? Thấy dừa nhiều. Thấy dừa nhiều quá chắc ở bên kia. Cô Tám. Cái này để ban tổ chức. Rồi, cái đây hồi nãy nó mở không? Lần này không nó chọt nó bỏ đó. Đúng rồi. 4 cái nó bóng. Trong đấy có ban tổ chức sẽ cầm theo vài ba cái để chúng mình chuẩn bị nó bỏ. Bây giờ mời anh có làm gì không? Không. Anh cầm caramel giùm em được không? Em đi bay để cầm cho nha. Mời mấy thầy xin kể cho hả? Lượt chơi như sau. Lượt chơi là chúng ta sẽ đứng ở vạch xuất phát, kẹp bóng bóng, đúng rồi, như cô Hương đã thí nghiệm. Và hai tay múc hai xô nước, hai tô nước lên đổ vào xô. Rồi chúng ta đi về giao lại cho. Rồi. Người tiếp theo của bạn. Ba cô kẹp đi thử ơi, ba cô kẹp đi thử ơi. Đội nào chúng ta cũng đây xin. Đây. Ai vậy? Giải thưởng lần này là do nhà tài trợ Unico tài trợ này 1 tỷ rưỡi. Giải đây 1 tỷ rưỡi. Còn trò chơi sau là của đội khác tài trợ. Nếu rớt thì phải lượm lại, quay lại. Không lượm kẹp vô từ đó đi lên nữa. Lượm đi tiếp. Mà nấu cô lượm cô bỏ vô cô đi tiếp mà nấu cái gì tới nơi rồi. Được chưa? Mời mời quý thầy cô chúng ta di chuyển về bãi biển. Mời thầy Như cầm dẫn thầy Long vô, thầy Long vô, đội lại đây. Thầy Lê sẽ là hai đội trưởng, thầy Luận và thầy Ngọc. 4 đội trưởng của bóng rồi nha. Thầy con, thầy Lê, thầy Ngọc với thầy Luận. Mời mấy thầy xuống cổ vũ. Mời mấy thầy xuống chơi cho không có cổ vũ nữa. Tất cả các quý thầy kia cùng xuống luôn nha. Ai đội vô đây. Rồi, mời thầy xuống luôn. Tất cả các cô chúng ta xuống nè. Thầy Lê là thầy một đội, thầy Nghiêm một đội. Thầy Ngọc lên trước đi. Thầy Toàn, thầy Văn vô, thầy Văn. Rồi, đâu. Quá hình sự. Bấm vô bấm. Thầy Lê vui. Đấy. Đội đây. Rồi. Đội đi theo nha. Thầy Long đâu? À, có 4 cái màu hồng cô Tám. Cho 4 màu đi. Màu hồng. Rồi màu đỏ. Khác màu đi. Khác màu. Đây. Xuống đường nhau nha. Đây. Mời chúng ta tiến về bãi biển. Đi xuống luôn. Ô nghe. Đi nghe. Đi cô Hương rồi xuống, còn mấy cô bên kia kìa. Cô Hồng. Xuống đi. Vũ nữa. Gần anh xe quá. Đây đường này gần anh vậy. Rồi. Chúng ta nhanh chân về bãi biển để chúng ta trò chơi đổ nước vô xô. Rồi chúng ta tập trung đây. Rồi xuống biển, đang ngồi bóng đòi xuống biển.
đúng rồi. Một đội một xô mà nếu đội nào đổ nhầm cái đội khác thì cũng không biết chứ đâu. À mọi người. Wow, xuống biển, xuống biển, xếp hai, xuống biển. Xuống, 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 xếp hai, đủ rồi. Bóng bóng đủ sao, vô ơi. Đâu có, lại đây. Đây, giao đủ hình, rồi xếp hai, rồi đi xuống. Đi xuống kẹp là, đây là, không ai. Xuống khỏi, đi xuống kẹp đúng không? Đi lên, đi lên. Đi xuống khỏi, đi xuống khỏi. Thông nhất là không kịp. Bóng bóng đó mình lên mình đổ xong rồi mình nhắn lên. Bóng hai cái là một đội. Một đội hai cái thôi. Một đội hai cái thôi. To to quá. Một đội hai cái thôi. Ngã xuống dưới xuống lên chưa? Rồi xuống dưới ơi. Xuống dưới chạy lên chưa? Xếp hàng ơi, xếp hàng. Nhanh nhanh. Rồi. Nhưng mà rồi chúng ta như vậy là phải chạy kẹp lại, chạy kẹp ngay ngay luôn. Rồi ok ok thầy nghiêng làm tốt đấy. Từ 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 chưa chưa. Xe vậy? Xuống rồi xe vậy á? Thấy hả? Nhấc cao lên.
cầm bóng về, cầm bóng về, cầm bóng về. Cầm lấy cái gì? Rồi, cố lên, cố lên. Giờ lộn rộn, biết lại nào đây. Đổ cho tôi. Tất cả các đồng chí của chúng ta phải kịp tóm lại cho Giang Hồng nha. Giang hát lên, Giang hát lên, Giang lộng lên. Rồi, tự nhiên hay quá, tự nhiên hay quá. Được rồi, lấy bóng cầm về. Lấy bóng cầm về, lấy bóng cầm về, lấy bóng cầm về, lấy bóng cầm về, đội chấm bóng. Chạy nhanh lên. Chạy bóng cầm về. Bây giờ đội mình hỗ trợ lấy bóng hết cho liền. Nhanh lên, đội hỗ trợ lấy tài diện. Nhít cao lên, nhít cao lên. Bảo bóng sát vô, bảo bóng sát vô. Bảo bóng sát vô. Đúng lại thằng đi, đúng lại thằng đi. Nhít cao lên. Nhít vô, nhít vô. Đại nhiên chưa chơi xong. Cái đây nhất là mình chơi cái. Tuy về số 3 nhưng mà phạm vi chơi không kẹp bóng cho nên là đang cầu cổ đường này là chấm là cuối cùng. Để chúng ta ngày chúng ta giữ bóng lại, giữ bóng lại. Đội trưởng, đội bình nhì là đội thiên ngọc. Đội đây, đội thiên ly.